phim mới của đỉnh lưu Tiêu Chiến được ưu ái. Nhắc đến Tiêu Chiến, chắc hẳn bạn sẽ nhớ ngay đến hai dự án mới lên sóng gần đây của anh chàng là Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao. Đáng nói sắp tới đây thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng thần tượng qua dự án Nắng Gắt Bên Tôi, phim dự kiến lên sóng vào đầu năm học mới, là phim chủ chốt của CCTV trong tháng 9. Đáng nói thì phim mới của đỉnh lưu Tiêu Chiến đã và đang nhận về nhiều ưu ái. Đầu tiên phải kể đến việc là hiếm hoi có idol nào được chiếu hẳn 3 bộ phim nối tiếp nhau trong một thời gian ngắn. Thứ hai là không chỉ có suất chiếu đài, phim còn được phát sóng đồng thời trên cả hai nền tảng khác nhau là iQIYI và Tencent. Nếu như các nghệ sĩ phải đau đáu việc chiếu đài không có lợi nhuận, chiếu mạng không có danh tiếng thì Tiêu Chiến lại dung hòa được cả hai. Đương nhiên không hiếm những bộ phim được đài truyền hình mua bản quyền, nhưng đa phần chỉ là chiếu lại sau khi đã được chiếu trên mạng và có thành tích tốt. Thêm một điều đặc biệt là dự án này là lần đầu tiên Tiêu Chiến thử sức với thể loại ngôn tình đô thị hiện đại. Nam diễn viên được dự đoán là sẽ làm nên chuyện vì khả năng diễn xuất tiến bộ, tương tác hóa học với bạn diễn Bạch Bách Hà cũng vô cùng tốt. Nắng Gắt Bên Tôi là dự án xoay quanh chuyện tình của Thịnh Dương, Tiêu Chiến thủ vai và Giản Băng, Bạch Bách Hà. Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế thì Giản Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Cả hai vô tình gặp nhau khi Giản Băng mới ly hôn, còn Thịnh Dương đang đắm chìm trong tình đơn phương. Thế rồi cả hai đã sưởi ấm, an ủi và giúp đỡ nhau và rơi vào lưới tình của nhau. Phim càng thêm phần mong đợi khi chủ đề tình yêu chị em là một trong những đề tài mới mẻ của điện ảnh Hoa ngữ. Bạn có mong chờ dự án của Tiêu Chiến lên sóng hay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha!